That we have access to tremendous opportunity, and that there is nothing that is going to hinder our ability to reach our dreams and our goals. Chỉ trong lịch bế cháu mong rồi nhớ cháu lực áp tế là sẽ nhớ được họ và lực tôi chỉ bảo hai tiền tất kỳ lời lịch trả lời theo tàu rốt tàu món nọ. Hôm đó bế mong mấy nhóc tế chẳng mấy cả nọ bế chú nên nó xa tiền và tất kỳ của nhóc đó chỉ cho họ của nó ủ nọ nọ thua thôi lời, right? Because we have access to an abundance of opportunities. And she more yeah, that she had the yun chen chow hang at the yo chi tao. Ya hana ya e call wa dea. Beto mong wa ta lia de to ne mong, beto nya take megano. Beto nya to take megano, to tao li yolo blow to shong nala. The she go chi fing puan the beja nang wa to nya to take megano, yolo blow to shong nala, tay ya joy got the three share got blow got cheaper sensu. You know, tai tao at the chi ya, bay pao wa to toy to the lo to live a bay mong hai in a ya. A chi bao a take out chi tang da, that she might yaw bay jam minu a kuchi tang lana. Dear Honor, a jay data, she jay cha phone, a jay yo chu ua dog, bay jam mong yu chu, da tona. A bay chu declare a state of Hmong emergency and will address your problem and the disparities in our education system. The next slideshow shows our education attainment. And Hmong here in Minnesota, as well as Wisconsin and California. So it's very interesting data because if you look at educational attainment among population of 25 years and older, you'll see that in comparison to Wisconsin and California, who are the other two pretty high population states, that Hmong in Minnesota actually does pretty well and is for the most part ahead of the other two states. We fill up all of public schools. More deep disparities in our Hmong community. Right now, we need all hands on deck to address the disparities that we see in education. So Minnesota has the 13th highest racial gap nationally in post-secondary education among 25 to 34 years old who are white and of color. And Southeast Asians are less likely than African Americans to hold a high school degree. And Hmong Americans are less likely than Latinos to have earned a bachelor's degree. So if you look at that, we do have deep disparities. And that is something that we need to wake up and we need to address. I think at this moment, you know, I want to take a pause and also recognize how far we have come as a Hmong community. So if you think about the, I think, correct me if I'm wrong, we only have one PhD, right? Dr. Yang Dao, I think all of us in the house probably knows or heard of Dr. Yang Dao. But if you look at today, the data, and this is thanks to, he provided this data for me.
And so when you look at it, in terms of Big Hmong PhDs, DDs, and MDs in the United States, you see that Big Hmong, we have come a long way. We have really, really come a long way. So that you know, 203% of our women have obtained PhD, DD, or MDs. And then Big Hmong, huge accomplishment too. Also, if you look at our community, we are a very, very young community. And I share this data with you for a purpose. Our data, and it's very important as we think about how young we are and we think about the tremendous opportunity that is ahead of us. So if you think about it, our community, we're 20 years old. That's how young we are. We're a very young community. And our older generation, guess how many percent of them we have left? Those are 65 and over. Guess. What was that? 50. 3%. 3%, guys. So if there's only 3% of our leaders that are 65 and older, what does that mean for us? Culture, our history. So again, this is also another area in which we need to declare a state of emergency to really figure out how do we preserve our history, our culture, and our language. Why are our schools not having, you know, classes in Hmong? You know, why are our higher ed institutions not having a minor degree in Hmong, right? These are questions that we need to ask ourselves. And how do we preserve our history, our culture, and our traditional values? Right, so as you think about the remaining 3%, how do we begin to capture their journey and the sacrifices and their stories that brought them here to America? So I think it's a right time right now for us to wake up and start understanding the moment that we're in and what we need to do in the future. The next slideshow is about employment. So how many of you actually know that from 2007 to 2010 that the number of Asian Americans who are unemployed in Minnesota grew by 200%, which is the largest increase in any racial group? How many of you know that? So this is you know, also something that not a lot of people talk about or capture. So what does employment look like for our community in the future? So this slideshow shows you that by 2020, Minnesota will have the second highest skill requirements nationwide. Nearly 51% of Minnesota jobs will require an AA degree or higher in 2020, but only 33% are Latino, 24% Black, and 20% of Hmong and Native Americans will have that level of education. But if you look at the trend of our labor force, you will see that as the boomers are retiring on a daily basis, that Minnesota is going to face a labor shortage in the future. So if this gives you the trend of the, you know, the shortage of labor force. So if you look at like 2010 to 2015, and then from there on to 2030, you see this downtrending in terms of a shortage of labor force. So this is also a huge opportunity for us Hmong Americans because of how young we are. 50% of our population is 18 and under, right? And when you look at the labor shortage and you look at the higher education attainment that will be required or needed in order to be ready for these jobs, guys, we have a lot of work to do. A lot of times,
define ko dia yo mong yo lija ki chai mong yo lija yo program ra chi lija ro pe yo lu tu ning lo sai ro pe je pe o ro pe ha ya chi ni na right so instead of hate o ku chi ni khona je ku yo chi yo mong ku yo mong ku yo represent hate ku yo mong je ku yo show lo che so ke pa so ke jong do ku ha ning mong ku jong si ha ta ke ye tun chai lo se ko lu mong la ka ni zo hen te yo to ho pa tam pao yin ha dia e kha jing jing ma to ho pe je lao chua li pe percent se na je ye ta je lao no je ye chu mo ni ti lo khem hong ke ka li ke chai la ye kha lu mong ta mong to pe la na e ko zo lu mong kan gao tia nyo tong ne je pun ji wo ko po tia jo yu to ko wo ho ling to na ya ko po po ha ta ha tia lo zo lu mong tia mo kan tu yin zo tia mo kan tu je ni yin chi zo le tia je hai lo nu hai to o pe lu lo ku lo ku yin hai to o pe lo lu yu hai no ti yo yu ne kho shao lo lu no mong sna ke yu xiao ne no jiao lo ta ke yu ne kho xiao sen ye mo de tou yu cheng hai lu mi ka mix no ya li no tia Bethlehem Literature, okay. Yeah. Nearby where you are. Oh, sure. And, I do. We do have Hmong members. Trong giờ đây đang đó mà lời cô này nó cô share thế lời cô xã bỏ hay thế như là bên lúc còn hồi giờ là cha có thâu cho đây đang đó mà đây cha lấy cho tua hồng nó hậu luôn hồng nó 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 theo chúng ta lên đó do cho giờ đây đang một khi cho nó xử lý cha thì họ nói cô giờ cho lùa lời cô xã nu thế chúng ta lên đó cho nè cho chị ở bên tôi là một trò cho trường cơ high school là lời cô xã hay thế và lấy bên lúc còn hậu bỏ mua cái ba gọi cho nè chị nó tua cùng tề thế chị ta lên đó gọi là bao cho là chấm tú mi nhỏ gọi chấm tú mi nhỏ một cần đó thế họ cho tuân theo luật tài nó chân cần đó quay của là lúc cô họ thì là cô giờ tụ thấy cho được lúc còn họ họ là lúc chỉ cần đó tài sinh mà là cô bỏ thì bây giờ mong cầu tụ cô chỉ cần một cần đó mấy xe thế là cô họ xã có cũng hai lô thế cho để là một khi ấy có họ sau lời cho thế à cô bỏ thì cho đây là nó qua cũng mất xe cần cầu nữa thì bây giờ tài sinh nó bây giờ bây trên này mong nè bây bây chỉ nhà cá thì bây một bỏ thì lựa chọn tính mình tên bài giờ cho con hồ chỉ sẽ học sinh lô lo giờ thì tên tới thì cho tên mình thì tiêu cho đá đá em bảo khi nó bên này thì bên bóng cá đấy hiện lời trong đời cho kế gần đó gần đó cho kế ô hô lử cho kế vắt chế giờ muốn bên một bì rồi lử hải ninh ấy giờ ấy xia nè thì họ nói khi tôi đọc bài thì bài chủ tôi cho cho rồi bài chủ tôi chỉ còn tệ thế tiền phá khó bài luôn nên thế cho nó thế tiền rồi giờ bây giờ mình tu mình nhỏ cần đâu cần đâu thế cho nên thì có bên kia cần đâu cho họ lùi rong uo nữa nè bài luôn nên giá bài số thế này bài luôn thế luôn bên chơi á chỉ chỉ chế nên là ý chế nên mong là bài thế này tàu giờ này luo thế nè có ask có họ bên position as a councilman nhở có mua có impact có cho policies nè số có tôi bảo hay cho data nè bây bây tôi bắt đầu bảo hay bây giờ chủ mua hay thế này thôi, cái cuốn sổ này, bây giờ see it as an emergency on our part, coming from the political side, or có hậu lực đâu này, có sao hay thế, bây giờ chủ tàu quản lý cha, what can we do as a community, and what can you do, or what can the people at the legislature do? Do nữa, còn được cái gì khó chỉnh chỉnh, bây giờ qua hậu lực đâu là thăm bản nữa, thì bây giờ cho sâu cho chạy thêm, chỉ cho chạy thêm một chỗ nhẹ xí phái rồi, cho nên cho tụ cờ, cho sâu nữa, thì xí mà như chỉ qua cái linh đó nữa, chỉ có hậu lực là thăm bản là có phái nhẹ lại cho những toàn tàu chạy cho nữa, cái này bây bỏ bỏ lên nó rồi thì tới xoay bên chủ tôi mua lúc bắt xong lên nó tôi chỉ chỉ ở cổng xe cổng chữ kia cho được cho được bảo là tiền cho tới mình đi chạy tới tiền do cú do này xã của cú lóng to cho chạy nữa thì cú yên lóng lóng to lắm á thì xin mời chủ tôi do này nhớ tọt cú ít xa nữa làm mấy sinh nhớ tọt cú ít xa thì consumer thọ nữa bên chủ tôi bên xã còn lóng lên nó nữa có chủ tôi đọc bên qua cả tàu nữa mà cú thấy đi mua lúc bánh sữa nữa bây giờ thì chia lên đời cú lên trong dưới này thì lúc mà xin là giờ thì là thằng bạn nó lo hay na có một cái lên một trong cái trong chỉ danh na có một trời do ta thì do cô thì yêu chỉ xã ủa thế này thì khi ở đây làm mấy sinh sửa được chỉ công sửa chỉ công tệ tôi ở lên nó tôi chế cho cái tàu này thì thổ bê mua cho quý lên là sư cú cho ya tu mo lu tu ka che nyo ho de shi ma ne shi de tuo je pei khi lu ho zhong de da je to lu zhong sha ta tuo na han ya na ye chi mo zu zu tu ning sa ge mong tao zhong le sha ha na lu ji hai de shi ma lu system yin set up lin de na ye to yu mo hun che ge yan yan ye mo jiao nyo ta de ya de pei mo ni ge yan yan no ne ye pei ha chi tao le lo lo ya de mua cầu lan á, bên mua chi lan rồi này thì bên họ sẽ chi lan rồi luôn nè, thì yêu chủ tàu, yêu chủ tàu hay thì bên chân này nè, bên ni cầu lan thì ni mua cầu lan rồi bên xứ nè, còn nữa họ dùng một bìa bì chữ, sau đó yêu chủ tàu xí, xí xí tua tè thì, làm mấy bên xứ sau đó ba cụ tè thì, bên thế tàu giờ học rồi nè. Các bạn tàu create hot space rồi giờ học form cho trên này chỉ được tuân theo cái thả cho tên nội, có thể đi tàu là sẽ kỹ hơn.
khó nói với lúc chỉ gì tại nơi cũng lúc không cản tôi nè chỉ khó nói với khó bây giờ thì có cho nên cho chỉ tôi nuôi nó bây giờ bây tại sao nó lại mua cái sĩ thản nữa chỉ cho sĩ thản bây giờ mới sau kia chỉ cho cho lọ cho cũng lúc không cản chỉ cũng giờ sai hết thì sẽ nên mong là mua xe đi già tôi tự cả ô đi già chỉ bây giờ các chú cho bác sông nó đua bây thế bao thì tôi tự cả ô già tư nữa nè bây thế lên một đời của tôi giờ tới mình nó họ trong đời cũ họ chơi cái xuống đời frog town cái cũ gì mua lưu ba sòng cũ hùa the leadership nè leadership table cái cũ chơi cho ta nó cho nên nhớ họ cũ lưu ta trả nợ mong khi lưu mì cà chua lửa hay nên to cái bên thả cho tên nó thế bên tàu chữ gì hay tiêu lưu cha bên thế yên nè cho và nó là bên tôi lấy opera lên họ nói xin được cũng trong khung cầu đi cho họ này cũng giờ thấy thâu được trong sala lạ và nên nên muốn cho ok giờ it's very impressive chỉ xem mà chính chúa cho chung nhất tàu và tàu trên là có họ phải lo được một chỗ lợi thế ấy hay thì là họ bỏ cho đấy là nó là do là họ sai bên nào là họ bỏ cho đấy là nó là họ chỉ tuân nu nọ này như hay thì là họ mất sẽ cho nó thế là what could be some next step cho lợi này tổng thể nó mua chế cho em nên cho nhau tao vào tao chơi mình biết gì lúc nó nên tôi chỉ tao là bé chỉ tôi xe nè lười giàu giờ bé mua đồ là bé vào thì chơi xe thì nên tôi cổng bé có chỗ tổng thể nè lúc nó bé thổi bé ông lúc bắt xong nó sau chế bố lì hay à bố ta cũng thảm chỉ bé mua có cầm mẹ phòng nè để sau đó giờ cho là lúc bé thế sợ tông thế là khi hay thế là sợ ba lì chả nữa chế thổi bé tao khi nó cho nó ta là lâu nữa chỉ bé mà đã cá hù là cho em mua xe nữa đã cá tuôn ha thì thế nào vậy bây giờ thì ok giờ cho yêu mù đời cho kế ở lao luôn này bây giờ đời đi chả họ cho yêu mù đời cho nên kế cần đâu là chỉ muốn nhiều là ba bên trên này mong vậy ta bên nó là chỉ yêu mua đồ đu thế đời xin á chỗ bây giờ những nhau lỡ á bây giờ thì bây giờ đời tới mình nữa đi chả bây giờ mù chửi xì khăm bồn bây giờ mù sai tụ nọ lấy giờ thì tụ lấy tiền đi chả cho school bỏ đi chả rồi thì là ba bên đời giờ tới mình nó họ cho ai thì xã chiến lao luôn này bây giờ chế tụ city council đi chả nữa thì là ba tuổi cho hậu lưu nó được khỏi việc tiền cho nó bây kia họ sinh phong nó chỉ riêng do open range cho tăng cho lũ si này giờ xa lũ để nó chỉ bây giờ chưa để xây được từ thế giờ tuổi ba mong tiền luôn mong tiền thì nên cho nên nên cho nhớ tập vào tập chế nên tôi chỉ tao là pha lũ rong to cho ấy mua nhiều là họ mua họ cho ấy mua chơi là mua chơi ba cả bé lũ campaign nó cả nữ lo tròn chế cho lúa chứ chống nó bé to nó thế cho lâu thế cho nó cho qua bé chơi rồi lên từ bé qua rồi mong xin này giờ tiền này giờ tiền này ba bé chỉ này là các bạn được kinh sơ. For me, I feel like I do feel helpful or helpless, and I do feel like it's a good feeling that we're moving forward. But I feel like I know we are on like a time limit for this forum, but I feel like we should target like general areas where we fall through the cracks, or you know, like what you know area. Like I guess I'm more of a feminist. So, you know, I feel like it's harder for us women to go and progress, especially being so culturally like embedded in us to be a certain way. Looking at these statistics, it made me really angry. And I also felt helpless. And it made me think that what can we do to continue this, to help out our own community again, you know? But then what can we do? I mean, where can we start? Who's there for us? You know, what kind of organizations are there? So what I really think right now is that, you know, this is a really good stepping stone for all of us to come together and generate an idea of how we can move on towards the future. I feel like with the overwhelming information, a place for all of us to start is within ourselves. And so really figure out like what our background, our stories and stuff, and then think about what's important to us. And I know that like for a lot of us, like young leaders, we want to tackle every single issue, right? But that comes with a lot of responsibilities and things that we may not be able to handle, because I was in that situation once. And so I would just say, like, as a stepping stone, is to just hone down on one issue that really means a lot to you, and work really hard and become a leader in that area. So, and you know, together with different leaders in different sectors, we can all work together. So the data that was presented, it can be portrayed as very positive, also very negative too, but I like how they've kind of focused on the positive, that you know, the Hmong community, they, you know, there's a large percentage that are in poverty, but then there also is a large percentage that are pulling themselves out of poverty. So I think the just the reinforcement of positive role models
does show a positive trend, I think that's great. I think if we focus on it and people kind of come together and they focus on it, I think there should be more representation in school districts. There should be more representation among much of the organizations that will empower the youth, empower the women's groups, empower the elders groups. That's kind of the key. So as long as the trend is going there, then eventually over time, you know, especially when the majority flip happens in 2030 predictions, that will be set by then. Individuals, we can't really see that it's a problem because we're just thinking small, like in my family, my brother's like this or my sister's like this. But when we look at it as a system, as a community, we can see that there's something needs to be done. And I think that's really important. And I love the fact that all of this data was presented today to all of us because we all feel strongly about change and we want to better our community. You know, you listen to the media and they tell you like, oh, the Hmong students are actually doing very well in the community. And then they say, you know, the Hmong people or the Hmong students are the ones that are accelerating in the classrooms in St. Paul and Minneapolis. They're the ones, their graduation rate is going up. And then I look at the statistics here and the data that was presented today, and I was just surprised. I was like, well, I thought they told us that, you know, we're doing well. But Bao saying that we need more improvement, we need more engagement, we need more, we need to increase the rate of our students finishing school, going into post-secondary option. One of the things that I saw that was very interesting was when Bao was talking about the unemployment rate, that I think from 2007 to 2010 that it rose 200% in the Hmong community. And it was that, I'm trying to remember what his name was, but one of the guys that was talking after Tiffany spoke about how he lost everything and in the last 2 years, and how I don't know. I want to figure out how to help address that problem, right? And obviously some of it is education, because if you go through a higher education system, it's easier to find more solid employment like that. But thinking about what other ways we can work through that. And so one of the other things that I wanted to say was, you're a senior now. Yeah. Are you planning to go to, what is your plan? Are you planning to go to college? Yeah. Where are you going? I don't know yet. Okay. But I know for sure that I'm going. Okay. As for teachers, I mean, we all have our own rights, and teachers are just there to encourage students to go to class and attend class on time. But seeing that students are, like, you know, acting very badly towards our teachers, and teachers can't really do anything about that, I feel like that's an issue that we can change or fix. I do hear a lot of it from the teachers, and I spoke about it a bit earlier when I was speaking to Bob. There's really no support for the students in regular classes. There are three different groups of students that are put in there, the ELL, the regular students, and the special ed students. And so with that, the teacher can't really teach much to the students because, one, there are the disruptive students, not perhaps it's because of just their own self, but then they disrupt the class, and so the teacher can't do much. They can't really kick the student out of class. Even if they do, the student will come back the next day or so and bother the class again. And then there's the ELL students who are put into a class that they're not ready for. So they're limited in English, but then they're put into that class, the regular class, where they can't understand anything of what they're learning. And so the teacher spends time helping those ELL students. And then the regular students are ignored throughout the time, and so they're unable to learn. The important thing to know, Bauva or the CEO, not how help, not to present it or data, like your clear to set up how they pay home to your home, Minnesota, no, like your Wisconsin, not to California, not to teach me, can say that she not pay to get on tear how like your cake go conduct, then new house only jar or yop. Yeah, today then I'm like, but what you look at, so that my cool way hot or so that she lot here, look more she had here, look at her daughter had the big home name, yeah, be sure you had that she know, which she told John again, change up and who are paid to mean your lot hot one, tell your dog to get on you, you know, she will conduct she, Connor, and put her to get her sent to shut out door to do content than not here. Silly and bow her data or put on bow present the way good water, good more she had here, had the water she not pitch a mona. Molecule cheap or sensu, a little tau, little mucca, cashier, more, or tau,
bachelor lo yo master na che ko ne ku hai to te pe hai te pe chong hong na che yo hai te pe to te che no a pe to kan dao kan dao la pe ching mo cho wa mu kan dao te xia a che cho te su ko ne ne ku yo ko yo pe ju che sing cho te cho ko wa pe chi yi yi mo dao chang dao ya wa a ne challenge cho pe cho mi ni wa wa lo te le to mo ka college te jo ne ji ho chi mo ni lo te jo lo ho mo kan dao kan dao e ho chi to kan yan jong la ku yo te ye ho ching ching hai cho cho ke kan dao kan dao ma wa hai cho cho dei da nam pe cho mi nyam hong ku yo i cho mi nyam hong wa kan dao a pong pong ka he na pong ka he cho wa ne hai ning te ma kan ne ku yo e ho wa mo xie te cho si cho xie cho pe cho le cho tu ko pe wa chi te ko pe ho Walushua tạo mùa hai cho the school district ở lâu ở sài bê tông nhầm hôn cho kê cỡ cỡ và là mó xia cho bê tông nhầm hôn thia chị ta lên tờ sư ít khó và tam bao hai mà nhìn chỉnh chỉnh cho cụ thia giờ nữa hai thia tại xin nó bê tông lâu nên là cho chứ lâu và tua thì tết không lo tua ấy cho mua cho chị xong cho số chua bê percent là sư còn nó khe tao cho bê hai thì bê tông lâu na cho lâu là chân tờ hôn cho lùng hôn cho hôn cái gì cái trái cho lâu nó là tua tới vừa tàn à hai khó chỉ trong lòng chỉ mà là tứ hơi ta chứ, giờ hai tiền thâu bây giờ lâu nó ta lại chùa bây giờ lùa tòn tò lo tu cái thiết chùa bây giờ mình nhảy dầu à, tua dù tới chờ nói lo nó tới chờ nó sẽ chờ bây giờ là yêu chỉ bốc, hai tiền bên hông hoài giờ lên từ rồi, cái khó chính chính mà cũng sợ hai tiền chờ ít bia à, bây giờ à mấy cả lo bốc bây à nó cởi bây giờ luôn hông bây giờ mấy cả nó cởi bây thằng tao hông suy giờ, chờ lên hút chỉ bây giờ mình nhảy hông hoài giờ do chỗ à mù cỡ luôn mong thế cỡ tớ mong là giờ cỡ chắc cả một cỡ cho bé mong cái gì cái chai tớ cho mấy cả sức họ nói mà dối dối họ cái tu xia cho bé hình họ nói cho tu conference nước non là lỡ khu chơi cho họ nói thế hay thì bé cho luôn à giờ hay thì bé chỉ cỡ bé mong cái gì cái chai là giờ bé chỉ bao cỡ hay luôn mong son tớ mong thế nó chạy phải chạy liên hôn bé họ dùng một cỡ tớ ít cho hình tớ đâu thế sư nữa họ nói cứ dối họ và cái sơ sinh cho bé cho luôn nó thế giờ đi cho nên chỉ có tin nên cho sẽ là cứ vào thế chơi xia hay thì giờ thế này nó cho bé cho report là cho đi đã hoàn bảo thì mua việc kia cho bé sẽ là nó là cứ vào thế chơi xia hay thì sẽ là giờ mua xia cho bé mong luôn nên nhà bé xua thế nên cho mấy túi mấy nhỏ là còn nên mua xia còn nên chắc các kia cho là hay thì cho cái cần tao là nữ chính chính bộ lý trả nó thế và giờ hay thì dù mua cho cái sơ sinh đó chỉ là cứ vào thế chơi xia hay thì sẽ là giờ xia công ty giờ ba bé mong là giờ còn đây có bé ôn luyện lúc conference nó hay có bé chắc các số bây lúc future ok nè, có bên mua bây lúc nên nhà bây xua cho là sau ok, có bên xí ba xí sau, có bên mong thì li vừa mua cho hàng gì là thì li và mình gì một châu ít tuổi là cho giá toàn đây, một châu ở nơi trường sai cho học bên mong thì vì thế, cũng như Maikou Xiong bên mà đi cho các sinh chi rồi.